cho các bạn trước mặt chúng ta là một cây xanh. Vâng, một cây xanh trong một cái bộ. Các bạn nhìn chậu này, chậu và đế mang dáng dấp của chậu cổ và đế cổ, rất đẹp. Cái này chiều cao có khoảng độ 1m4 đấy ạ, 1m4 chiều ngang hơn 2m. Tác phẩm này thì mình thấy là nó cho ôm, họ cho ôm đá lâu năm rồi, rất già. Chúng ta tiến vào cái phần gốc trước đi. Tay tán thì mình thấy họ làm cũng thoáng, họ thoáng nhưng mà cái độ răm thì nó hơi ít. Cái này mà họ tạo răm dày lên một chút xíu nữa thì cái này cực đẹp luôn. Còn cái điểm bên kia họ líu xuống cũng chưa hết tầm. Cái này nếu mà nó cứng quá thì bắt buộc họ phải dùng ba lăng kéo xuống. Đây, kéo xuống nó rất là cứng. Cái dây thép kia không ăn thua. Đây, các bạn nhìn thấy nó vảnh không ạ? Vâng, cái tán bên đó và tán bên trái và bên phải thì họ đưa xuôi xuống cho đẹp hơn, thì nó sẽ cân đối với cả cây hơn. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cái phần đế đi, phần đế của cây đi. Cây này họ làm rất lâu năm rồi. Đây, điểm liền sẹo rồi, rất già. Ông đá khá lâu năm rồi. Wow, phía trên thân này thì cũng mốc xanh hết rồi, cây này già lắm rồi. Các bạn nhìn thấy độ chùn không? Vâng, độ chùn của thân này biểu hiện sự già lua của cây. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái phần đế bên này đi. Các điểm cũng liền sẹo hết rồi, họ lôi tay một tác cá khá là ấy. Bây giờ họ làm tán bay ra thì đẹp, nó hơi tròn, họ làm tán bay ra thì đẹp, lá nhỏ, cây xanh đẹp quá. Bộ thân rất đẹp, rất là luận. Đây, không biết tác giả định làm một bông chạy ra đây nên họ bàn tay. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể để các bạn hình dung. Bộ đế rất uốn lượn, việc chạy của dễ này. Rất là sinh động. Vâng, bây giờ mình sẽ quay tổng thể để các bạn hình dung. Vâng, còn đây là tổng thể của cây ạ. Cây này mình gọi là cây tầm trung đi, nhưng mà tầm trung này cũng phải 4 người bê đó, 4 người phải cực khỏe mới bê được. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Thank you.